Chào mừng quý nam nữ Phật tử, quý vị mạnh thường quân, quý vị ân nhân đến với buổi livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Viên, huyện Nhẫn. Hôm nay ngày 22 tháng 10 năm Nhâm Dần âm lịch. Kỳ ba diệu nghĩa long hoa là kỳ ba mẹ ba bà tam niên, thân thể hiện nơi miền độ phần, chứng minh tâm tiếp mê dần đạo sư, gọi rằng ba mẹ trụ trời chuyện căn khảo sát hai lời ngọc châu, tầm con thảo mẹ giao ân nghi lệnh này, thật sự tu không nên gian tà, một lòng chính hiếu mẹ cha trọn đời vì đạo mẹ già ban giao, long đình ngọc tứ ân tam bào, mẹ chỉ giao con thảo dấu hiền, mẫu giao pháp bi bảo kim thiền quốc dương, mẹ cần con tình thương vô tận, có từ bi tiếp dẫn độ đời, nhìn nhường trên dưới mỗi người hiếu hạnh cung kính ni đất trời quyền chi, tình có mẫu diêu trì thi hiền trụ kim thân quan điểm nhiệm màu, mẹ không cần chọn vàng thao đạo đời thiện ác con nào cũng con, chuyện tu hành lòng son màu tiền tùy nhân duyên lòng tiếng linh hương, con nào thiện niệm hiền lương hành theo chánh đi đạo đúng đi đường mẫu đi, hướng duyên phước liên trì hải hội tiêu diệt trừ tội lỗi bao đời, kỳ ba mẹ đã dễ rồi hoàn khai đạo pháp xuống lời ngọc châu, dạy con tu đúng đi câu đạo đức, hỡi này con các bậc sĩ hiền, cô hai mẹ xuống nơi miền trụ thân hoàng mẫu kim thiền năm nhân, thương nhớ con thần hồng mẫu hà, bởi thiền sống bát nhã kiếm tìm, thân dạng mòn mỏi cánh chim tìm con như thế mò kiếm biển đời, kỳ ba hồi ngộ nơi phàm tục, mẹ ngỡ ngàng đàn túc tỷ ba, xuôi tình cam lộ ma ngọt ngào hương vị pháp hoa đạo tràng, dặm cho con trần gian nam nữ một đường hiền sau chữ Di Đà, quyền dân trong khắp
sắc gần xa, thành tâm tu niệm mẹ già mừng vui. Nhìn thật tế đương thời trước đi mắt, thọ trì hầm mới đắc lục thông. Mẹ hiền ngữ cho mạng rộng, trụ trên mặt đất hòa đồng âm dương. Chiến linh quang thượng thượng bao phủ, phế thần thông hấp thụ vô biên. Dù con thành Phật thánh tiên, cũng do nơi mẫu hoàng thiên chức thi lòng. Sanh tại thổ hoàng trong tại thổ, khắp muôn loài từng chỗ mẫu thành. Quyền quyền diệu diệu tầm thâm, phú trầm gian dân hồng ân diêu trì. Kỳ ba mẹ điệp thi kinh tử, con trẻ già dịch dự học ân. Phúc giây niệm Phật cần chiến, tâm thân khẩu ý tình thiền định quân. Sát lạnh hồn dung nghi nền thiện phước, định nhiên trần ô cửa khổ hành. Cứu đời nhờ có tâm kinh, thì con phải nén niềm tin phụng hành. Có thọ thì mới sanh phước kỳ tương, lòng dứt y tâm thì hướng bình an. Dù nghèo sống hay cầm khó khăn, mà con lo trọn hiếu ân mẹ dành. Khổ gì mới không nghe hành đường đạo, tối ngày lo sầu não được gì. Thở than cũng chẳng ích chi, bọn chèn chỉ để sầu bi nghiệp dày. Mẹ kêu con dội mài đạo pháp, lo tu hành đàn đáp tư ân. Nào kêu trẻ nhịp bụi trần, đời là biển khổ đỏ cánh lưng. Ham chi những miếng mồi vật chất, để chôn vùi lấp mi mất thắt mi tâm. Con than con lỗi lầm rồi, mà sao cứ mãi tạo dòng nghiệp quán. Bụi quên tàn mở màn đại hội, mẹ lòng bao nỗi tái tê. Tai ngà có điểm bút phê, lời châu có lỗ bên lề thiên cơ. Như dần khói sương mờ ảm đạm, như mây mù ôi ám màu đen. Tâm tham gì bởi thói quen, ngang tàn gì bởi thấp hèn đạo tâm. Chấp nhận tố có dòng khổ ai, thì tâm hành phải lấy đại hùng. Tự sanh với lòng dần kiên trung, hy sinh vì đạo đến cùng chẳng lơi. Khổ hạnh kia đất trời đều rõ, đâu
sao thế nào tôi đi bỏ con tôi. Đời này như anh nguyệt lô, đường tô chẳng đi trọn công phu y đàn. Công khắp giữ kẻ già nam nữ, có mấy ai thực sự lòng hiền. Bè tan mà tở thôn tiên, nói lời thương mẹ bằng tiền bạc muôn. Nhìn cõi trần máu buồn người thế, vì tiền mà bỏ phế đạo màu. Chẳng cần lo học nghĩa cao, thầm thầm diệu pháp lý sâu cơ quyền. Làm sao hiểu lời truyền mẹ dạy, cõi giới nguồn phận đáy lòng kinh. Mẹ mong rằng có niềm tin, mẹ mong con sáng sửa mình chẳng đi tâm. Hiểu chữ tu không làm tà niệm, trí huệ thông nhờ kiếm tìm mình. Tam ngàn bốn dạng y kinh, phải cần quan chiếu âm tinh mới tường. Thật tâm tu phải cần tinh đi tấn, đưa mình vào khoa cánh niết bàn. Tu là môn việc khó khăn, đạo hành lắm chuyện gian nan trong đời. Muốn đắc thành quả nhồi mới đạt, chịu khó tu giải thoát cho mình. Công phu để cứu hồn linh, phút giây hiểu chữ hiện sinh rõ ràng. Con ráng mở tháo mày hổ hậu, biết tu rồi lo đạo mẹ mình. Muốn gì mẫu cũng chịu kinh, ngọc ngà châu mẹ dặn. Mẹ cần con pháp hành đúng nghĩa, chớ đem lòng mãi mỉa phụ giống. Phật tâm là tâm thì đại đồng, chân không bốn bể rộng không nhiệm màu. Lấy khổ hành hành sâu cả vô thường, chỉ thầm thập niệm chiếu dương thì con mới rõ con đường mẫu đi. Mẹ đã xuống kinh kỳ điểm đạo, hoàng khai truyền pháp bảo đà di thiên hoàng. Còn chánh ni pháp thích đi ca cụ đàn, vì lợi ích bao hàm con mẹ. Trong càng khôn già trẻ gái trai, cho nên mẹ mới hoàng khai chữ tu chân lý như lai ba đời. Mẹ con người phạm tội, đừng bước mê nhìn lúc đương thời. Nghe lời mẹ gọi con ơi, hồi đầu thức tâm về nơi đạo tràng.
từng học pháp trần gian đối nghịch, rồi để quên sức đi mất đi lẫn nhau. Hơn thua cao thấp đi đâu đâu, phá đạo hại đạo biết đi bao nhiêu phần. Mẹ xuống trần cái ân đại hi là nhiệm kỳ chân lý ban quyền. Thương dân mẹ nhắc nhở tiên, để cho con nhớ căn tiên mà về. Mở trường hỏi đạo đề mẫu kiên, đức hạnh làm mẹ điệp con chắc. Căn nào quả nay sẵn dặn chắc, con mẹ thử lòng dạng son chính lượng. Đúng con mẹ, mẹ thường xuất nhiên bằng như nghịch ti mạng hoàng tiên. Mẫu văn sự thể hiện tiền không sai. Quý vị đang nghe kênh Kinh Mẫu Hoàng được phát trực tiếp tại đạo tràng chùa Minh Viên, huyện Nhật. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 âm lịch năm Nhâm Dần. Chúc quý Phật tử có một đêm thật là vui an, lòng đầy hoan hỷ và sự cát tường. Thưa những quý Phật tử, sau chuyến đi từ thiện tại Cư Rút, Đắk Nông, Huệ Nhẫn sẽ trở về chùa Minh Viên và quyết tâm thu âm ấn tống bộ kinh Long Đình Phật Mẫu này. Mấy hôm nay rất là nhiều tin nhắn và lời động viên khích lệ, nói chung là khen ngợi bộ kinh Long Đình Phật Mẫu rất là hay, rất là thích hợp, dễ nghe, dễ hiểu và đặc biệt chỉ có chùa Minh Viên mới có. Cho nên Huệ Nhẫn quyết định sau khi đi từ thiện về nghỉ ít ngày dưỡng hơi, Huệ Nhẫn sẽ đi thu âm và ấn tống bộ kinh Long Đình Phật Mẫu này. Long Đình Phật Mẫu này sẽ làm 3 bộ, là phẩm thứ nhất, phẩm thứ hai và đĩa thứ ba. Như vậy thì bộ kinh Long Đình Phật Mẫu sẽ phát hành là 3 đĩa, gồm Long Đình Phật Mẫu 1, 2 và 3, để cho kịp vào ngày đại lễ Hội Yến Kỳ Yên thì Huệ Nhẫn sẽ được sự phát tâm của cô Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Yến ở Bà Rịa và sư cô Tịnh Hưng. Huệ Nhẫn sẽ thu âm phần 1 bộ kinh Long Đình Phật Mẫu. Và nếu đầy đủ duyên, có sự phát tâm của quý Phật tử hùng ấn tống, thì Huệ Nhẫn sẽ ra tiếp phần 2 và phần 3. Như vậy bộ kinh Long Đình Phật Mẫu sẽ có 3 phần. Phần 1 là do cô Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Yến và sư cô Tịnh Hưng đã phát tâm ấn tống rồi. Tiếp tục phần 2 và phần 3, nếu có duyên lành quý Phật tử trợ duyên thì Huệ Nhẫn sẽ ấn tống một lần ghi âm và ấn tống. Như vậy sẽ được 3-5 ngàn đĩa kinh. Một lần ấn tống là phải từ 3-5 ngàn đĩa kinh, cho nên số tiền kinh phí cũng rất là lớn. Nhưng tất cả đều là cái duyên Phật tử hùng lại, và tên tuổi của quý Phật tử hùng ấn tống sẽ được phát hành trên cái đĩa kinh đó. Giống như mấy cái bộ kinh khuyên đời tu niệm thì gồm có là, ví dụ ai phát tâm ấn tống là đều được đọc tên trước. Xin nhắc lại là nếu mà mọi người thấy cái bộ kinh mà mấy hôm nay vừa nhận tụng mà khen hay đó, thì quý vị nhắn tin hoặc cho những cái like để cho quý vị nhận biết là bộ kinh nó hay, thì quý vị nhận sẽ thu lại và ấn tống cho kịp cái đại lễ Hội Yến.
cúng điện Tam Tòa Thánh Mẫu ngày 27, 28, 29 tháng 11. Phần 1 thì được sự phát tâm của cô Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Yến và sư cô Tịnh Hưng. Hy vọng là tiếp tục mọi người thấy hay thì tiếp tục ấn tống phần 2 và phần 3 của bộ kinh Lâm Đình Phật Mẫu. Như vậy bộ kinh này chỉ có 3 đĩa mà thôi. Nếu ai còn yêu thích quỳ nhẫn thì chúng ta hùng, chúng ta ấn tâm. Còn nếu như chưa có duyên thì thôi. Mấy cái bộ kinh chuyên lời tu niệm thì cũng giống như vậy. Ai ấn tâm thì sẽ được đọc tên và cầu chúc nguyện trước cái thời kinh và cuối thời kinh. Mong là mọi người ủng hộ, khích lệ để cho quỳ nhẫn có tinh thần để thu lại mấy cái bài kinh cho mọi người cùng nghe. Thưa quý vị, ấn tâm là miễn phí hoàn toàn tất cả để phát đến tay mọi người. Nhưng mà để có kinh phí mà thu âm, mướn phòng thu, mướn nhạc công và những ngày thu rồi làm đĩa thì phải tốt một chút. Mọi người sẽ đóng góp thì theo tâm của mình, và đủ duyên thì trọn bộ kinh Long Đình Phật Mẫu sẽ đến tay mọi người. Mọi người cảm thấy hay thì mọi người nhắn tin vào giúp cho quý nhận có thêm cái nghị lực, có thêm tinh thần và tinh tấn trong vấn đề ấn tống bộ kinh này. Di Đà Phật. Dạ, xin chào mọi người. Chào Trọng Hà, chào Tiger, chào cô Tâm Phúc, chào Thiên Bảo, chào Nguyễn Thọ, chào Trịnh Tiền, chào Tô Hằng. Nói chung là chào hết mọi người đang xem livestream trực tiếp trên điện thoại của mình và trên máy tính. Mọi người đang xem trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Viên. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người cho một like. Mọi người niệm A Di Đà Phật cũng được để người nhận biết là bộ kinh này nó hay. Người nhận sẽ cho ấn tống một ngày gần nhất. Hy vọng là trong kịp cúng mẹ ngày 27, 28, 29 tháng 11 sẽ ấn tống được phần 1. Phần 1 này do cô Nguyễn Thị Phượng, cô Nguyễn Thị Yến và sư cô Tịnh Hưng phát tâm. Còn phần 2, phần 3 thì chờ mọi người. Phật nghi mẫu chân kinh lưu truyền cho dân thế học điều phúc thiện, sửa tâm mình lời dạy hoàng nương. Mẹ hiền ngồi ở cung chương, màn ba mẹ mở khoa trường dự thi. Con của mẹ danh đề bản họ, được ghi tên nơi chốn giao truyền. Long đình Phật mẫu tư ân, là ngày mẹ tiêu lọc lừa linh căn. Con của mẹ cần kề bên mẹ, ban chữ vàng về cảnh mẫu thương. Mẹ thương dẫn dắt tử linh, cho con của mẹ hiện dinh trở về. Về với mẹ Long Đình Phật mẫu, bộ kinh này ở tận Minh Viên. Bao năm gìn giữ thiêng liêng, như là bảo vật không trao không truyền. Lời mẹ dạy trần miền buổi chót, chuyên đỏ chiều dẫn dắt để huynh. Biết rằng bảo lớn sóng to, thôi thì cứu lấy ba gia buôn nhà.
Long đình Phật mẫu lộ ra, thiên cơ của mẹ dạy truyền chúng sanh, tỏ ngộ đạo quay về chốn cũ. Còn mê mờ phải chịu trầm luân, Long đình Phật mẫu chân kinh, đây lời mẹ dạy minh viên phụng hành. Long đình Phật mẫu để dành, gần ngày đại hội Nam Thần mới ban, thấy sinh chúng lặng than khổ nào, đem chỉ tiền lời mẹ ban cho. Nhà nhà khắp mấy chốn nhà nhà, tin lời Phật mẫu đem ra phụng trì, thọ kim ăn mẫu hoàng ban tặng cho người hiện nơi chốn trần ai. Ai mà đáp nghĩa đại ơn, ai mà giữ đạo tứ ân vuông tròn, ai mà biết mẹ biết cha, biết đường đạo pháp in ra kinh vàng, ai mà có nghĩa có tình, thì ăn báo bộ Long đình mới ban. Gần xa nam nữ dậy thời, biết tu biết sửa lời vàng chân kinh, như bộ báo minh duyên dịch dự, khắp nhân sinh chẳng quyền thứ hai. Đó là Phật mẫu Long đình, bao truyền thế hệ minh duyên giữ gìn, chờ con mẹ gần ngày đại hội mới đem ra ban rải khắp trần. Ai mà có Phật có duyên, ai người công quả công phu vuông tròn, tụng kinh đi mẫu cho lòng thanh thản, nghe chân kinh tất cả tình hội đầu. Long đình Phật như mẫu mẹ trao, nay đêm ban pháp chia nhau tu hiền. Dạ, bộ kinh Long đình Phật mẫu này là một báo vật vô cùng quý hiếm. Thưa như quý Phật tử là chỉ có đạo tràng chùa Minh Viên Huệ Nhẫn mới có, gìn giữ mấy mươi năm nay, tính để thêm một hai chục năm nữa mới lưu truyền. Nhưng mà vì thương huynh đệ, thương cô bác gần xa, cho nên hai năm nay Huệ Nhẫn cứ lén lén đem ra đọc một khúc, đem ra đọc một đoạn, cứ rình rình học vài ba câu, vài ba chữ. Cuốn Long đình Phật mẫu to lớn như thế này, nếu mà tụng hết thì cũng khoảng là 3 tiếng đồng hồ. Cho nên Huệ Nhẫn chia ra làm 3 tập, 3 phần, phần 1, phần 2, phần 3. Một phần như vậy là khoảng 60 phút. Một cuốn này tụng được 180 phút là 3 tiếng đồng hồ. Mỗi một cái đĩa 1 tiếng là chúng ta nghe đủ rồi. Chứ chúng ta nén vô đó nhiều tiếng thì nó sẽ nghe mất hay. Cho nên rằng Huệ Nhẫn cứ để, ai có duyên, đủ duyên, đủ phước thì chúng ta ấn tâm. Vì mỗi một lần ấn tâm cũng rất là khó, phải tốn nguyên một cái nhà để mà thu, một cái phòng thu, mình mướn một cái phòng thu vài ngày, rồi mình mướn một dàn nhạc đờn 5 người đờn cũng vài ngày, rồi sau khi chỉnh sửa xong rồi thì chúng ta phát hành ra khoảng 3 đến 5 ngàn đĩa.
Như vậy thì phần thứ nhất là cô Nguyễn Thị Phượng, cô Nguyễn Thị Yến và sư cô Tịnh Hưng đã phát tâm ấn tống phần 1 của bộ kinh Long Đình Phật Mẫu. Theo như sở nguyện sở cầu gian giái của người dân ấp ủ mấy lâu nay, mấy chục năm rồi, bộ kinh phiên đời tu niệm thì đã được ấn tống. Bộ kinh Long Đình Phật Mẫu này tính đợi khoảng 1-2 chục năm sau mới ấn tống, nhưng hôm nay sợ trễ chuyến đò chiều của mẹ, cho nên người nhận quyết tâm đem ra ấn tống. Thì hôm nay cô Phượng với cô Yến lên chùa có tâm sự với thầy, định là đi ấn tống 1000 quyển kinh trên kinh Địa Mẫu. Thì người nhận có nói cái tâm sự ra rằng là chúng ta có thể ngưng cái việc đó. Một cô ấn tống 1000 quyển mà ba cô là ấn tống 3000 quyển thì thôi, thì bây giờ người nhận đi thu phần 1 của bộ kinh Long Đình Phật Mẫu, mình in được 3000 đĩa, mình cho được 3000 gia đình, một gia đình cho nó 3 người thì cũng được 9000 người nghe. 9000 người này mà ở trong xóm mà được một người, được 2 người nghe nữa thì sẽ được 4000 nữa. Dạ, như vậy thì một lần ấn tống sẽ được 10-20 ngàn người nghe. Rồi sau đó chúng ta đăng trên YouTuber của Anifan, rồi YouTube của Minh Nhiên Quỳ Nhẫn sẽ được hàng ngàn người nghe nữa, thì công đức thấy nó rất là to lên. Cho nên cái việc ấn tống quý quyển kinh thì ít người đọc, mà đĩa kinh thì rất nhiều người nghe. Nếu có tiền nữa thì chúng ta sang ra cái USB để cho tặng cho mọi người nghe. Kinh kệ viên đời ít lợi chung, nhớ cao người khác đã được nghe cùng, hồng chung ăn nghi tâm bọn duyên phước pháp thi giống lành ráng bén dung. Đầu tựa của quyển kinh nào cũng có cái bài đó, là của Minh Viên Huệ Nhẫn. Bài kinh độc quyền của Minh Viên Huệ Nhẫn sẽ không có trùng lập với bất cứ một vị thầy nào đọc hết. Quyển kinh của chùa Minh Viên thì câu đầu tiên là cùng Phật tử khắp nơi thân mến, khi nghe qua kinh điển Mẫu Vàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên sớm bước lên con đường giải thoát. Kinh kệ khuyên đời ít lợi chung, chớ cao người khác được nghe cùng, hùng chung ấn tâm hồn duyên phước pháp thí giống lành ráng bén dung. Là hôm nay mình sẽ được sự hứa ấn tâm được một quyển rồi đó. Như vậy là chúng ta cũng rất là mừng, hy vọng là sẽ quyển thứ hai, phần thứ ba, phần hai và phần ba cũng sẽ có mọi người trợ duyên. Quỷ Nhẫn cũng mong như vậy thì tâm nguyện của mình sẽ được trọn thành. Hay lắm quý vị, cái bộ kinh Long Đình Phật Mẫu này hay lắm. Nếu mà chúng ta nghe thấm thiết hết từ đầu tới cuối hay lắm. Cái lời kinh thánh thoát thanh tịnh, nghe lời kinh dễ hiểu, rõ ràng, nghe dễ nghe, dễ đọc, dễ thâm nhập vào trong tâm hồn của mình, dễ tu. Hy vọng rằng khi mà bộ kinh Long Đình Phật Mẫu này xuất hành xuất bản ra thì mọi người đón nhận như là một cái pháp bảo, như là kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Đừng không có ai ghét bỏ, lúc đó chúng ta không có giận hờn, không có thương ghét, sẽ biết chúng ta càng nắm chặt tay nhau để bước trên con đường đạo được vững vàng, được an lành. Đặc biệt là cuốn Long Đình Phật Mẫu này Nguyễn Nhẫn chưa có in ra để phát hành, mà bây giờ Nguyễn Nhẫn quyết tâm thu tiếng luôn, thu trong cái đĩa kinh, cái đĩa và USB để ấn tống tặng cho bà con mình ở vùng quê, bà con ở xa xôi để nghe để học. Hy vọng rằng mọi chi tiết quý vị xin liên hệ Đại Đức Thích Huệ Nhẫn, trụ trì chùa Minh Viên, tổ 10, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Số điện thoại là 0918141043, 0359626353. Quý vị cứ tự nhiên liên lạc, có cần thắc mắc, cần
gì thì cứ gọi, Nguyễn Nhẫn sẽ giải đáp cho mọi người. Anh Di Đà Phật. Dạ, Nguyễn Nhẫn xin phép được dừng livestream ở đây. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc và luôn an lành trong cuộc sống này. Dạ, còn 3 ngày nữa là Nguyễn Nhẫn sẽ tiếp tục cùng mọi người đến Cư Rút, quyền Cư Rút, tỉnh Đắk Nông mọi người nha.